Chết 102. Quá là mất mặt rồi. Vẫn nấy vậy mà mình cầm cái đó của cậu ấy. Muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Tại mưa rồi. Toàn học tỷ tôi đưa chị về nhà. À được được. Lần này tầng học tỷ đến tìm tôi, lo về chuyện đầu tư sao? Thực ra chị nhắm quy trái cho tôi là được. Kỹ thuật xá Nam, tòa bơ. Đầu tư? À đúng, tôi là vì đầu tư. Tôi tìm cậu là vì đầu tư. Còn có thể có chuyện khác sao? Nhưng tôi không có quy trái của cậu. Toàn viện, cậu có thể đưa quy trái của tôi không? Cuối cùng cũng nói ra rồi, ở đâu quy chat. Bởi vì cái này mà đến mình dưới tầng 6 tiếng sao? Đã là thế kỷ 21 rồi, vậy mà còn có người thành thật như vậy sao? Được rồi. Như vậy chị có thể lúc nào cũng tìm được tôi. Thật sao? Lúc nào cũng có thể tìm cậu sao? Ý tôi là chị đợi tới lúc nào cũng có thể tìm cậu ấy. Chị đừng có lo chuyện đầu tư. Sáng mai chị đưa tôi đi khảo sát công nghệ cá chép là được. Tôi đi trước đi. Mình như vậy, rốt cuộc á, có cô là nữ nhân xấu xa không? Không, chỉ cần đợi lấy gần cô ấy, mình thực sự cảm thấy rất là ấm áp, rất an tâm. Nhưng cô ấy lại là bạn trai của người khác. Ngọc Kỳ xin nhìn mình thế nào đi? Tiêu Nhược Vũ. Trọng Viễn. Hôm nay tôi nhờ Kim Mậu thu tiền thuê. Cậu có thể đi cùng tôi không? Lần đầu tiên tôi Nhược Vũ, cậu là bội chủ thì không cần chuyện gì cũng cần tự làm. Lỗi chuyện này bảo cấp dưới làm là được rồi. Hôm nay tôi có việc rồi. Nói chuyện với cô gái nào vui vẻ như vậy, không phải là Ngọc Kỳ gì đấy chứ? Mình đã chọc chị ta chỗ nào rồi? Mới cái buổi tối mà đã biến lại thành mặt quan tài, hỷ nộ thất đường rồi. Đừng có nói chị á, ta bị tâm thần phân liệt đấy. Dù có mơ liếng cảm giác an toàn của cậu ấy thế nào, thì cậu ấy cũng là bạn trai của người khác. Mình không thể làm tiểu tam nó phá hoại tình cảm của người khác được. Cần huống hộ bên người tên này không chỉ có một người con gái. Alo bà chủ, 10 phút nữa Yên Tổng sẽ đến. Vâng, tôi sẽ chú ý. Xuống đi Trần Viễn, chúng ta tới rồi. Tòa nhà Kim Mậu. Công ty các chị sẽ không phải ở trong tòa nhà này chứ? Đúng thế, có vấn đề gì sao? Hoàn thành nhiều tòa nhà văn phòng như vậy, tại sao có phải là chỗ này? Cũng quá là trùng hợp rồi. Nhớ đâu phải Tiêu Nhược Vũ thì tôi. Chắc không đến nỗi trùng hợp vậy đây. Ê, ở trong biển, sao cậu lại ở đây? Không phải, cậu nói hôm nay có việc sao? Thì thang máy đã tới. Lúc này tuyệt đối không thể hỗn, phải bình tĩnh, không thể có bất cứ biểu hiện trột dạ nào. Nhờ Vũ, giới thiệu với cậu, đây là Toàn Văn Vũ, cậu chủ tịch hội học sinh của Hồ Đại, bây giờ đang làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cá chép. Lần này tôi đến đây để bàn bạc việc hợp tác với công ty của họ. Toàn học tỷ, đây là Tiêu Nhược Vũ, bạn gấp ba của tôi. Cậu ấy bây giờ là bà chủ của tòa nhà Kim Mậu, tòa nhà này chính là của cậu ấy. Vợ chủ của tòa nhà Kim Mậu còn trẻ mà giàu đến vậy à? Giá thuê tòa nhà này là hơn 100 triệu một năm đấy. Có tiền có sắc, cũng là bạn cấp ba của Tròn Vũ. Quan hệ giữa họ không bình thường. Xin chào. Chị là Tần Băng Tuyết, rất vui được làm quen với em. Xin chào. Hợp tới xinh đẹp như vậy, bạn hợp tác Trọn Viễn, cô lưu quỷ đúng không?
Mình biết rằng ông giàu có, đều lăng nhăng, nhưng cậu lăng nhăng cũng không thể rõ ràng thế chứ. Hiện cậu cùng tôi đi thu tiền thuê thì không rảnh. Bạn hợp tác với học tỷ xinh đẹp thì rảnh. Trọn viễn cậu đợi đấy cho tôi. Trọn viễn, đến công ty có bọn tôi rồi tôi vào nơi trước với bà chủ đã. Hả? Cậu đợi một lúc. Này thì trêu chọc ông bướm khắp nơi, lọt xe rồi đúng không? Đáng đời. Nhược Vũ, tôi có lời muốn nói với cậu. Bây giờ muốn xin lỗi sao? Muộn rồi không dỡ dỗ đâu. Nói đi. Nhược Vũ, cậu phải cẩn thận toàn băng vũ này. Cẩn thận, tại sao? Chị ấy là một người đồng tính nổi tiếng trong trường bọn tôi. Chị em đi tìm kiếm những con gái xinh đẹp. Tôi lo cho chị ấy sẽ bị công cụ. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Cậu tin tôi đi. Trang biển. Vào đi. Bà chú bọn tôi đang đợi cậu ở phòng họp. Được. Tôi đến công ty của họ để bàn bạc một dự án. Trưa rảnh thì cùng ăn cơm nhé. Chủ tịch hội sinh viên của Hồ Đại là đồng tính. Mình phải tìm người xác nhận chút. Mình nhớ có một học trưởng từng theo đuổi mình rất lâu nhưng bị mình từ chối. Hình như đang ở Hồ Đại. Tên là Tròn Dương hay là Lý Dương gì đó. Mình hỏi anh ta xem. Tiêu Nhược Vũ gọi. Mình không nằm mơ đó chứ. Tiêu Nhược Vũ vậy mà lại gọi cho điện cho mình à? Chẳng lẽ mình sắp phản công rồi sao? Hello, bạn Tiêu. Cậu hỏi Tần Băng Vũ à? Tôi đương nhiên biết. Sợ cái tên này á, đứng một mình cũng phải tạo dáng thế. Động kinh sao? Tần học tỷ rất đáng thương, lúc nhỏ bị bắt cóc. Từ đó, tính tình thay đổi hẳn, cực kỳ thương hận vua và ghét con trai. Về sau, dần dần biến thành lết. Nghe nói, trường bọn tôi có mấy nữ sinh bị chị ấy bị công rồi. Cả hội sinh viên đều là hậu cung của chị ấy. Vậy mà là thật sao? Đoàn viễn quả nhiên không lừa tôi. Xem ra cậu ấy thật sự không có quan hệ gì với Tần Băng Tuyết. Đoàn viễn. Sao bạn Tiêu lại nhớ tới Tròn Viễn, cậu đợi. Được rồi, cảm ơn cậu Lý Dương. 886. Chẳng lẽ cái tên chó Tròn Viễn là bạn Bạn Tiêu ở bên nhau rồi sao? Không được, mình phải để bạn Tiêu nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta. Ê, sao lại còn bị block nữa? Tiêu Nhân Vũ. Bạn Tiêu nghe tôi nói Tròn Viễn không phải là người tốt. Hello. Bạn Tiêu, tại sao còn lại block tôi? Tôi làm gì sai sao? Xem ra Tròn Viễn không lừa mình. Ngược lại là Lý Dương. Nói xấu nữ sinh mà còn vui như vậy. Chứ không phải là người tốt gì. Bỏ lên bài lớp thì tốt hơn. Tòa nhà Kim Mậu. App cá chép bọn tôi từ khi ra mắt vào năm 2018 đến nay đã có 30 triệu người dùng chỉ sau 3 năm. Dữ liệu hoạt động hàng ngày của chúng tôi cũng vào khoảng 5 triệu. Kết quả này được xếp vào hàng tốt nhất trong số tất cả các công ty khởi nghiệp của Internet. Chúng tôi sẽ tung ra nhiều công nghệ hơn trong tương lai để cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp giành được thị phần cao hơn. Ơi, nhàm chán quá. Nghe mà buồn ngủ, cứ nói mấy cái thứ chả hiểu gì. Được rồi, Dư Tổng. Tôi biết tất cả những gì cô nói rồi.
Cô tự báo một cái giá đi. Có nghĩa công ty của các cô đáng giá bao nhiêu? Báo giá? Trực tiếp vậy sao? Với thân phận và bối cảnh của cậu ta, quả thật có thực lực không làm theo lễ thường. Giá tâm lý của mình là 1 tỷ, nhưng tài trợ trước kia không thành. Đối phương chỉ sẵn sàng đưa ra 100 triệu hy vọng Yên Tổng sẽ không mặc cả quá nhiều. Yên Tổng sẵn khối nói chuyện sẵn khối. Vậy tôi nói thẳng, công ty tôi đáng giá là 1 tỷ. 1 tỷ? Quả nhiên vẫn là quá cao sao? Chỉ có 1 tỷ? Mà cô dây dưa với tôi nửa ngày, nói thẳng là được rồi. Chỉ có 1 tỷ? Như vậy đi, tôi mua 49% cổ phần của công ty cô với giá là 1 tỷ, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện? Cậu ta muốn thêm điều kiện? Điều kiện gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn cái đó với mình? Không thể nào, mình lớn hơn cậu ta nhiều. Suy nghĩ hơi nhiều đó. Nhưng sở thích của người giàu đều khá đặc biệt, gọi là Ocibus Complex gì đó. Điều kiện của tôi là cổ phần chuyển tới danh nghĩa của Tầm Băng Tuyết. Ờ, 104.